Thưa quý vị, nhiều người thấy mình bị viêm da cơ địa nhưng không rõ nguyên nhân từ đâu, dù họ không tiếp xúc với bất kỳ tác nhân nguy hại nào. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến viêm da cơ địa? Trong chuyên mục ngày hôm nay, bác sĩ Lương Trường Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp thắc mắc này cho quý vị. Nguyên nhân đấy là cái yếu tố gia đình hay còn gọi là yếu tố di truyền. Từ cha mẹ, thậm chí từ ông bà di truyền sang cho con, cho cháu. Cái thứ hai là nó phải có một cái điều kiện nhất định nào đấy nó mới làm cho các cái gen ấy hoạt động và cái bệnh ấy xuất hiện. Có những người thì bị rất là sớm, từ lúc 2-3 tháng, thậm chí mới sinh ra được mấy ngày đã bị rồi, như là tràm sữa hoặc là tràm thể tạng đấy, tràm cơ địa thường xuất hiện ở mắt này, ở mặt này, rồi ở hai bên má này, rồi tay chân, hoặc là có người thì xuất hiện muộn hơn, hoặc là có thể là có những người mà bị chấn thương, cái tổn thương ấy điều trị không đến nơi đến chốn thì mà lại nằm trên một cái cơ địa là cơ địa dị ứng thì nó xuất hiện lên một cái tình trạng viêm da cơ địa ngay ở vị trí tổn thương đấy. Có thể rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do vi khuẩn, côn trùng, khí hậu, do thời tiết, do yếu tố vật lý, đặc biệt là chúng ta hay gặp nhất đây là do hóa chất, do thời tiết, rồi do thức ăn đấy, có thể làm cho các cái tổn thương viêm da cơ địa nó phát triển và đồng thời nó cấp tính lại, nó tái phát lại. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.